Của tăng mày thế.첫 번째 물피리가 등장해. 먼저 기선제압을 하는 편은 어느 편일까? 나와. 이제 간부야. Về mình mày biết cắn lộn cái lực cát mẹ mày đùa rồi. Mày chơi cặp cầm cờ lan sao ích chưa? Ừ.
2 thêm 1 mít sườn. Mà thôi, biết sao giờ bị mẹ vô lớp sâu bơn thì dịch mẹ đánh cả đời, đéo đánh được nó. Đi con mẹ mày. Đánh mới cười lát lồn đi đâu mịt mẹ nó chỉ hồi quê. Sắp khách nó đã bắn mèo tao luôn. Thôi, nốt game đéo chơi, ai khác. Lát lồn. Mày lại vui quá. Ở tìm được 2 chưa? Z ngu. Và đéo thằng nào địch mẹ mình kháng 5 hit với con lá chữ.
À, dạ dạ gì để anh banh tiền qua cho em. À, mệt quá. Dạ. Dạ dạ anh cẩn thận nha, nhớ có gì rút tiền nha. Để anh cảm ơn bạn nha. Trời gửi được mừng quá trời. Dạ dạ là anh còn tiền mặt ở đây nè, có gì bữa sau anh đem anh cho. Dạ hả, dạ nhắn tin nha. Dạ. Adam nào. Hello, Adam mọi người. Ồ. Chào anh ơi. Zed uses ultimate on you. Get a load of advice. Assistant during the match. What items to buy? Which skills to train? Where to place wards? How to lane better? Gosu Assistant knows the answers. Try it for free. Just click on the link in the description.
Together. I know Thai food, the other call it that we play. Đeo mẹ vừa chơi tí lôi mấy thằng giáp mà. Lờ lờ đi. Bố mày lốc bị mẹ em kiểu lôi mà phá lành vậy. Hey, ông mày Aram à? Không. Thế thì ưu tính tình đi về vậy. Đợi đến giờ. Sẽ lóc cái mờ mày thì lóc bắt con lì rồi. Bye bye mọi người, hút về trước ạ. Vậy vào đi mẹ mày, đừng có đi nhậu. Hey, cho mày biết hay vậy.
Để lâu. Đọc phải rồi. Đây là xuất hiện lồn đó. Ok. Đấy, cái mưa đấy. Đã lười. À kia chết rồi. Giáo như lốc. Còn có cái lô đi chúng nó mới hay. Tôi đã tưởng tôi phải rửa tay nhất kiếm. Cho đến khi đeo có game, tôi lại phải quay về con đường cũ. Có đảo này. Đảo chắc vài giây có hiệu. Thôi chúng nó phải mình. Đảo luôn luôn có game. Biết điều đấy. Gì này, 5 giây nữa thôi. Thì... tôi đã bắt giờ lừa anh đâu. Gợi ý gì? Đạo luôn luôn có game. Đúng vậy. Một cái ba náo nhiệt đã nổi là biết địa điểm lý tưởng để phạm thanh long. Tôi bui full chân khí hormone chút hồi phục.
vệ hồn PvP ở đâu để lâu lắm mới lắc bác đấy. Diệp ấy lồn tao đi đép luôn. Mẹ mày bắt đằng cười luôn ra mít à, đi cũng mẹ mày. Mày on up nó. Đấy, con mẹ mày chạy như thằng khuyết tật đi bỏ ạ. Bất tử vậy luôn. Thì có mẹ với thằng lối chú phía nhá. Lâu không đánh cái mờ mẹ tù á. Để ta lên tốt nó đẹp. Commit đi, commit tiếp đi. Ta lấy cứu bot đấy. Chuyển một. Ba là như này vậy. À, thế mà. Con đi cô. Đi cô mẹ. À. Đừng muốn đi. Nó mới cắt. Không sao, bot nét lên rồi. Thì mẹ tao suốt mẹ phương bê bê mắt mẹ mới được cái máu. Thế đấy. Thì tôm cặp ạ. Mít 3, mít 4 này, mít 4. Đó, có băng à. Ta đè chú phía rồi thôi. À đây sao nó luôn. Bắn đi con mẹ. Bắn đi. Đúng rồi. Một mạng. Mày ảm chu phiền, chu. Chết rồi, thằng nào đây? À đây bỏ, nó chết rồi. Tôi bị thằng đét nó đang xỉ đục trước mặt. Đùa với ai?
chén đi. Đi mẹ bọn lồ mê mơ chứ. Mất rồi. Còn phải cái hành đồn thì mẹ mày làm gì tập bắn cho thằng ăn chừa. Đảo có bắt được thì cá là chuyện. Cá chia tim không cân lắm. Tao không cứu được mày đâu, tao phải xuống đép luôn không. Một phát ulti không cái mở lên trời. Kinh mẹ hẳn 3m5 đam. Ôi cá toàn mẹ ấm Archer. Mẹ mày giáo sự bố mới sợ. Ồ thì ta đéo phải sợ lắm mà là team mình không thể đánh lại với nó. Đấy mình lồn gì không biết thích thì mày vào mà phải. Tao chỉ đánh khi tao cảm thấy hợp lý. Không thể đánh mù quáng được. Ta phải có mẹ mấy thằng mẹ kiểu mẹ mày Assassin Reborn mà chúng nó đánh mày là thân được con Archer. Mẹ toàn mấy bố mẹ ông bất tình đòi đánh với Archer. Đỡ thì lồn được. Cái thằng đây thì bút đeo. Cái mà ngu ấy. Đẹp lắm, mình bị ảo tưởng à? Nhìn mày coi cái mờ, tao là sát à? Cái mờ chơi bằng kháng bạn ạ. Xin đéo trường máu. Que tay bật tab để reset V4 nhưng mà đéo có. Đéo có được. Thôi để tôi test bạn ơi. Bạn cứ để tôi. Các bạn cứ để tôi. Mày mấy cái lò này đơn giản. Kệ nó thôi. Cái chiếm nó không mít. Đàn à? Bạn mà biết nhá.
나 몸이 거점이 함락되었습니다. 거점을 점령하였습니다. 여기 니 것만 얌 왜냐? 솔로리 너무 따 저로게 뭐야 뭐 rồi đánh mít nhá. Tao xuống boss đây. Boss là thằng cái mới. Boss 2. Kịp. Tao bị hết rồi. Lâu rồi. Lên. Bỏ cái sức đấy. Ê. Một lớp ấy. Bị mạnh. Hôm nào chạy đi. Tao vào mít đây. Tao đi tốt này. Ready. Mày mà mít đi, mít đéo ai đéo vậy? Hay tao mà xe của thằng nào vào cửa mít đâu để tao bay. B4 à. Clear nhá. Cứu mít đi, chỗ này clear. Thằng mít có. Để vào. À, để tao ra cửa mít tao nhây một lần. Để đi. Tao đánh sao du vào hai ngàn mà muốn nói gì. Có thằng du mà nó. Đi cậu bạn tao dây hai thằng mít thế hơi lâu rồi. Lên kiếm tốt, kiếm tốt. Top 4. Mày lên nhanh, tao không nghĩ thằng này rõ được 4 thằng đâu. Khoan đã, mày ở mít ạ. King solo à, bon dead à. Được. Chỉ để 5 nhá, nếu mày quan tâm. Ta sẽ đứng trên núi. Solo. Ăn thôi. Vâng. Mít của ai không? Được, để tao ập vào tao chặt cửa mít. Tao chung là tốn thời gian với tao. Mấy anh em, tao đã bị hết trên trời. Đi con mẹ nó có lò đi tôi luôn. Đi lên đi, tao bảo mít. Chỉ có 1-2 thằng ép lò. Ok, kiến đi.
Ready. tao túm cổ tao đè nữa, thằng kia tao bị đê pê bê luôn. Lên lên lên. Thằng gấu nó bị nó đi đấy. Để tôi đã cứu rồi. Tao đã ulti nó. Bê bê nó. Bê bê bắn nó. Đi mẹ, tôi nhảy ulti vào đầu nó. Xong rồi trên đường đi tôi ăn cái hỏa viên tôi chết. Tôi thấy game dễ thì chẳng phải làm béo. Tôi nhận rách thật. Tôi sẽ bị bạc của mẹ rồi. Úc, cái phán mở này, 1 giây nữa. Cả game rồi. Đồng nhiều game bán đồng. Ủa thấp thì mẹ. Một nút kim đảo cho tôi lên rank đã. À con đi lên rank 3 rồi. Nhưng mà tao rank đồng. Giờ mà khoai là đi thằng Jun SM với cả thằng gấu bên kia đấy. Giáo đánh được đâu. Bố mày nói cái lầu gì rồi nè. Cái mẹ team phải như bạn Yu Che chứ. À không. Được. Team này mẹ khả năng win cao hết rồi. Mày... team nó hơi trâu nhỉ. Tôi chỉ nốt game để tôi lock out tôi về ạ. Tao nên đọc cũng một hết thời gian mà bỏ về. Chị về để xem Archer hit với Archer cách who we win. Anh đấy thằng nào? Gì? Cửa lát nào? Cắt mở. Đôi cũng chơi được. Nhìn đây, tôi dép cho. Con mẹ, thằng Granny lại đéo tin mình luôn em. Em, mày mày muốn cháu sẽ đi tưởng. Con nó đéo tin mình thôi. Đéo bố mình tao biết bố mình bởi lui cho tìm đơn mày bởi lui cho tao bắn ích tao bắn tao cấn bắn đi mày đang bay đúng không bà đó gì đi lên trời nhá tao cắt bắn bắn lên bắn. Còn không không thở bom rách bom rách bom rách ý mèo rách kìa lưu vậy lưu rồi. Rồi tao chạy đi nhá. Mẹ đéo skin. Má, thêm thằng cái mờ nghĩ. Mày mày có băng rồi ấy. À đi đi nó. Chạy đi. Đè.
Để tao xuống giúp con này mất. Được. Có bút người ấy. Quá chú che. Cứu. Hy vọng còn lò. Đã chát lên, chát lên. Có. Rồi, có. Anh em vào đi không mẹ. Tao sợ 3-1. Ở đây đi mày có bút mày. Mít nằm. Lo. Tôi bỏ đi. À con. Qua chu tre và lâm chu tre đã vào. Thôi. Mày lấy tốt. Để tao cứu Rupert cái. À tao cứu Randy. À đâu, xong rồi. Một. Rồi xuống đi. Ba thằng mẹ. Bỏ xong giờ. Lo. Đẹp dưới. Tao sẽ bấm mít với pha chu tre. Đi xuống đi. Trên đấy có đâu. Tao mà tự đánh nhá. Cứ cho để tao cho nó lên trời. Bắn. Cùng mẹ mày. Bắn mẹ mày thương đi.
Đây là. Ôi, 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 chạy, 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 chạy. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Còn đét sau lưng nhá. Lò đét sau lưng. Sau lưng, sau lưng, sau lưng, sau lưng, sau lưng, sau lưng. Bảo sau lưng thì cứ đéo chết, đéo chết. Mẹ ạ. Là người Tai Châu. Đây rồi. Đang lấy tay bỏ. Có thể nói một lần đâu, 3-4 lần. Đét sau vẫn đứng tụ ích. Nhìn tôi vào top bao nhiêu nào. Họ số 23 người nhiều. À chưa có nhiều đâu. Thôi để tôi vào cá vẹn đồng đấy. Cá đông vậy luôn mày có cần tao lốc lại lít không? Tùy. Hay mày thích đánh Archer? Tôi đánh mẹ Archer tiện. Làm trương giá thì ồ, có thể áp tao làm trương giá để chụp đạn. Đúng vậy. Quá buồn. Tìm mèo. Không. Ăn rồi rồi. Mình sợ. What? Mày ra mày chỉ cần mẹ phá là mà. Con đăng, à, con Archer con phá được con xin đấy. Không kịp rồi không? Mày lại bắt ta thở dài rồi người anh em. Mày ra mày bắn mấy cái rồi mày chạy. Mày phải biết cách ra lông mày chưa? Mày biết cách ra lông mày con đấy chưa? Ừ, chúng ta chờ xem nhá.
King. Biết đâu mày không khác được thật sự. Thì nó thả chờ ấy. Bật tăng lên, bật tăng lên, bật tăng lên, bật tăng lên. Nó không khác nữa. Bắn bắn rồi bây giờ. Đấy. Giờ mày chạy đi. Tao phải hy sinh con mèo để tao chạy. Muốn xin cái sớm. Có gì mẹ nó vụt. Sưng nghe. Rồi hay hay. Này tạm nó có bằng. Được. Chạy không sao, chạy. Tìm xuống à. Mày. Bò mứ. Bạn Little Mi cái sự sợ tôi thật. Oh my god. Được. Thằng nào ấy? Bò. Đéo hiểu kêu bom đâu ông chết. Bãi lồn xăm đất ạ. Địch con mẹ. Tao hiểu tại sao địch mẹ nó sợ. Đấy rồi. Giờ được rồi. Đi đường lại. Cầm đi. Đó chặn rồi. Của mẹ mày. Ba thằng nhá. 4, 5, 5 boss. Sau mình nhìn xung quanh rồi mày chạy xuống luôn nhá. Xuống luôn.
Rồi ulti 2 á. 2 2 2 Clear clear nào. Clear nào. Lo Để lợi ích. Chỉ là lấy con ai không? Ủa? Mấy cầm ảnh nào thế? Làm mi đi. Làm mi phá. Lâu cả thân. Mít địch của mẹ. Cứ ra đi, Cứ ra mít đi, ra mít lấy cái trụ. Nhà nó đép hai rồi. Cái loại găn lồn gì mẹ núp như là. Cá được không? Đéo có mèo. Đéo vào được. Ở đây chạy. Ê, tìm đâu rồi? Công đi công đi. Công đi công đi. Đuổi cho biết xóa hình cặp ạ. Rồi cụ thiết ăn trưởng chết. Over tao hello. Em mà hớt được lên trời xong bật jet lại. Úi trời ơi, tao hút vào tao làm một phát một.
Đến lên con mẹ con thằng được con nó đấm đau quá. Chúng tôi với bà con ơi, hello. Rồi ba rồi. Có mặt liền. Súng. Nghĩa là gì? Mày còn bao nhiêu điểm đến cá? Cá nắm tròn. Xăm đất đấy. Sợi cấm đất là bắn bình thường còn đỡ, mà sợi cấm đất là bắn laser chịu. Mẹ và bắn cơ vật cũng được 1 triệu đam đã đánh 300 cả. Tế quá. Không có bút sợi cấm đất gì hết trơn. Cấm đất lúc không có cần thấy bắn laser vip nó liền không ai bút hết trơn. Trong bắn là xe viết hả? Thank you.
Last game thì chúng ta làm gì? À ra đâu gì vậy? Last game. Xong lại ô tôi quên một dép rồi. Nhưng mà tôi vẫn cần một game win để tôi lấy thêm một xu. Ai à, thành Thánh Hòa mấy rồi? Thánh Hòa mấy? Đầu pot lên rồi. Không có toàn đẹp trong mẹ bạn đâu. Cần đây đi chăm chỉ. Mày đây đi chăm chỉ là búa, búa dư hết trơn, sợ gì búa. Đây là trước vậy. Thế mày lấy kịp ấy. Kịp. Tao xuống mẹ rồi. Thằng Ekulo nó bay. Ủa? Ôi, bị của mẹ xịt. Ôi, đừng, em vừa cắm mùa, đừng giết em. Đuổi nó ấy, mày đuổi nó ấy. Đuổi nó ấy luôn. Mà thôi. Mẹ nó chạy. À, cầu rồi, con thằng. Quay lại bạn ơi. Ekuro lên nhìn tao nhá, không chạy lên. Bố tạm đi. Nó đuổi mày á. Solo flame, ta đi. chạy đi, đâu là hồi chỉ kia đâu. Không có 22 đâu.
chưa có. Bị lồi được. Nhưng mà team mình đâu? Hello, bố thằng ấy tao. Yo. Đi đi. Đông quá rồi. Trời, đánh thằng đét à? Đó, có thằng lên này, có thằng lên. Lo 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 bay bay bot tôi đẹp một cái tim lồn là mít là bạch như lồn đi đi đi. Mẹ cái sừng ngồi đấy ăn. Ok. Cầm. Để ta chặn luôn. Thể lên chơi đi. Đây, ngay đắp phù rìa. Nhảy mà. Để ta giả vờ ta không nhìn gì nhá. Nhìn là nhìn vậy. Đấy. Ta giả vờ không nhìn gì nhưng mà nó kéo mít. Ờ, nó mất khiên, về. À, đạp 3 thì xếp về. Đấy. Đéo thì chơi đấy. Tao nghĩ mình nên để 25 chân khí. Cái đấy lợi hại vậy luôn. Ờ, cái đấy choáng lợi hại vậy luôn. Bết mà. Ôi, em không biết gì cả. Sắp tới còn phải gặp con đét mà kiểu đét nhánh ba ấy, rồi bao trâu luôn, à, nó trâu vãi luôn. Con nó. Con đét nhánh ba nó có chiều kháng 5 giây nha. Chồng tôi chả thấy thật cắt rồi. Mà nó xây không tốn, nó xây, nó có những cái skill của nó là anh tắt đét. Bây giờ con đét nhánh ba á, nó không có tác ép nè, nó chỉ cần đánh chuột phải một cái là nó hiện chiêu ép, bấm ép là hồi nội năng mà không cần tác kẹt luôn.
Rồi chỉ cần nó hết nội năng đánh chịu phải một cái, xong bấm ép hồi lại 60 nội năng. Ok. Chơi mạnh nhất hả? Cô dịch mày ơi. Mày chỉ là con chơi mạnh nhì thôi. Ô đợi lúc mày về thì tao lại gia nhập mẹ mày đại hội võ lâm. Con mẹ. Mày sợ à? Đừng, có mấy cái ảnh đó mà. Con mẹ. Chó. Chó con. Anh chó con. Con mẹ mày. Con mẹ mày. Anh gặp mấy thằng khủng bố à. Đó con. Hôm sau chúng ta sẽ bỏ loại bỏ thằng tí đố. Ô để ông làm gì làm nhé. Nhớ phá ông taxi. Mày có tin vào phép màu không? À thằng Si đang thằng Si. Thì là con taxi à? Trên đâu? Ô tao chạy đi à? Mày đến chạy đi, mày bắn chơi với em à. Chạy nhà địch. Nó gọi mèo nhá. Cầm bê bê bê. Con Si ở quanh đấy. Bắn đem luôn. Thằng Si vẫn sống ấy, thằng Si vẫn sống. Đi rồi. Đó sắp chị. Mẹ ít máu ra nó lên bên chai đi. Chết ngăn con mẹ lắm. Rồi. Ồ, bố phải được cho ba cơ. Ơ. Hiểu.